Con ơi, nó đang lổ đấy, lổ bột rồi, con nghe thấy chưa? Ui, như nước mưa, tách tách ở mái nhà. Ui, thấy chưa? Ui, được con nha. Ui, đã ngửi mùi thơm rồi. Wow, các cháu nhìn thơm phức các bạn này. Đấy, yeah, kinh chưa? Kinh chưa? Kinh giòn đấy mẹ nhở? Nào, nào bắt đầu. Bà gặm thử cái tay. Gặm rồi đấy bà, rồi bây giờ bà mời các cháu thử miếng này trước ạ. Gặm tay luôn. Dạ chưa, ngon lắm các cháu, bà mời các cháu. Bà Tân ơi, cho cháu hỏi đây có phải nhà bà Tân Vlog không ạ? Thầy ơi, em thấy hình như là trên clip là cửa trên kia à, nào cửa trên à? Đúng rồi, hình như cửa trên đấy thầy ạ. Bà Tân ơi. Ơi bà Tân. Ai đây? Ủa. Em ạ, à, cho anh hỏi đây có phải nhà bà Tân không ạ? À? Đúng rồi anh ạ. À. Anh là Thành Châu ạ. À. Chào em. Anh Thành à? Ừ. Phải đúng anh Thành nhỉ? Đúng rồi, anh Thành Châu dâu ạ. À. Anh ở Bắc Ninh phải không? Đúng rồi, anh ở Bắc Ninh. Ui. Anh mang cái gì đến đây? Hôm nay anh mang hai con lợn siêu to khổng lồ đến để cho bà quay ạ. À. Thưởng thức ạ, à, mời các cháu ạ. À. Có phải anh kiểu chuyên quay lợn lổ cốm ở Bắc Ninh đúng không? Đúng rồi, chuẩn rồi em ơi. Ui, thế á? Ui, thế đúng rồi anh ạ. Đây, lợn đây em này, anh mang hai con rất siêu to khổng lồ này. Ui, à. Thế là anh mang đến đây là quay cho mẹ em ăn hay là như thế nào anh? Quay cho bà Tân và các cháu ạ. À, à. Ui, thế em cảm ơn anh. Thế để em đi gọi mẹ nhá, mẹ em đang không có ở đây. Đâu rồi, mẹ anh cứ chờ ở đây nhá. Ok em. Để em đi gọi mẹ. Mẹ ơi! Ui ôi! Mẹ ơi! Gì? Mẹ! Hả? Mẹ ơi! Đi về nhà ngay mẹ ạ! Về nhà làm gì mà ghê đấy? Về nhà có con lợn quay mẹ ơi! Cái anh ấy đến quay lợn cho mình ăn mẹ ạ! Có con lợn quay? Đúng rồi! Anh ấy lại quay cho mình ăn? Đúng rồi! Ngày nào cũng ăn lợn quay còn vớ vẩn! Ui mẹ ơi! Con này trôn mẹ đấy! Lợn quay lần này ấy, không phải là lợn quay bình thường đâu! Lợn quay lổ cốm ấy mẹ ạ! Lổi tiếng ấy! À lợn quay lổ cốm à? Đúng rồi! Anh ở Bắc Linh anh mang hai con lợn, mỗi con phải hơn tạ mẹ ạ. Ừ. Đến đi về nha đến. Con thật đấy, con trêu mẹ ạ. Con nói thật. Thế đâu? Đấy. Chưa kìa, đang ở nhà. Bóc củi ra này, bóc củi về. Đây. Đấy mẹ ơi. Nhìn chưa? Ôi giời. Khiếp, bà chào mấy cháu. Vâng, cháu bà ạ. Đấy mẹ ơi. Hả? Con lợn này mẹ nhìn này. Phải cao đúng bằng mẹ ạ, mẹ nhìn chưa? Ui. Ui, các bạn nhìn nhờ. Đấy. Khiếp, cháu ơi. Dạ. Cháu mang làm gì hai con lợn lên nhà bà? Cháu xem ở trên video rất nhiều là cháu thấy bà quay những con lợn siêu to khổng lồ. Thì hôm nay cháu ở Bắc Ninh. Ừ. Cháu mang hai con lợn siêu to khổng lồ đến đây để bà cháu mình cùng quay. Và cho anh em thưởng thức. Nhưng mà anh ơi, hả? Mẹ em mà ăn chán lợn quay rồi. Anh hôm nay ấy quay kiểu nào này cho nó độc và lạ một tí. Ôi lợn quay này của anh nó khác lạ lắm em ơi. Lợn quay của anh là lợn quay nổ cốm đấy em ạ. Ở trên Việt Nam ít người làm được lắm. Thế cháu ở đâu? Cháu ở thành phố Bắc Ninh. À, cháu tên là gì? Cháu là Thành Dâu ạ. À, Thành Dâu này. Dạ vâng ạ. Chuyên quay lợn quay nổ cốm. Vâng ạ. Ui, ngon lắm nhỉ. Bây giờ nói thật anh nhá. Em mẹ nói lắm rồi. Vâng, giờ bây giờ thì hôm nay là cháu xuống đây là cũng buổi trưa rồi. Thì bây giờ xuống đây là đến giờ thì bà con mình cùng đi quay con lợn này và bà con mình đi thưởng thức. Thế thôi, bà cảm ơn cho bà. Làm luôn anh ạ. Dạ. Đây con nữa cơ ạ. Ừ, đây con nữa, cháu mang hẳn hai con ạ. Con này nó bé bé hay hay nhỉ. Dạ. Thế sao nó lại màu này? Màu này ạ. Cháu ướp gia vị sẵn ở nhà rồi bởi vì ở nhà là phải thịt phải thức ướp gia vị sẵn là mang xuống đây là thử quay. Thơm thế. Cháu cho cái gì mà thơm thế? Gia vị thơm không hả bà? Thơm lắm anh ạ. Nó ra là ướp ở nhà rồi. Vâng ạ. À, thế nó khác với lần quay ngoài lần này bà quay. Vâng, khác với mọi lần. Mổ banh như này mà nướng chín ở anh. Đúng rồi, nướng chín luôn đấy ạ. Mà cháu ơi, hai con này chắc phải một tạ. Ui giời, con này có 70 cân thôi ạ. Một con 71 một con 50 ạ. Thế đi ra uống nước, đi vào uống nước ạ cháu. Đi uống nước ạ. Đi uống nước ạ. Đi uống nước xong đi làm luôn anh nhá. À cháu ạ. Mẹ uống nước đi. Anh uống nước đi. Dạ dạ. Mấy em uống nước nhá. Đấy. Dạ vâng. Anh ơi. Dạ vâng. Con lợn to đây anh ạ. To. Em chưa ăn lợn lổ cốm của anh bao giờ đâu nhưng mà em nghĩ là ngon đấy.
Hôm nay thì cháu cũng xuống đây là buổi trưa rồi. Thì bây giờ cũng là buổi trưa thì cháu muốn là quay luôn con lợn này để ba cháu mình cùng thưởng thức. Thế là cháu là chuyên làm món lợn quay nổ cốm vâng, à? Cháu là món chuyên đấy. Làm món lợn quay nổ cốm. Thế sao lại có bộ lông mồm tốt thế? Ôi trời ơi. Cháu mọc ra đấy, cháu mới có nuôi 2 năm đấy. Không phải là lắp vào. Không phải lắp đây là bà giật thử đây này. Đấy. Thế này mà dính nước mắm làm ngư à? Ui trời ơi, đây là chết đấy. Cháu ơi, nếu mà lợn quay nổ cốm mà nó cuốn vào cháu ơi. Nên là quay là phải đúng nước. Thôi đi cho cháu uống nước đi. Dạ, okay. Bà đang nằm nhà đi mà chả không quay. Dạ. Đi làm luôn đi anh nhỏ. Đi. Vâng, thế thì thôi bây giờ quay cho dạ. Bà nhá. Dạ vâng. Thế bà cảm ơn nhá. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Quá đấy. Cảm ơn mình. Nhá. Đi. Ok. Ui. Cháu là khách hàng cáng đi đâu ấy. Ui, cái này bà ơi, cái này là cái lu để quay con lợn đấy. À cái này để lu quay lợn đấy. Ừ, lu này lu quay con lợn đấy. Nó trông giống cái hàng cáng trong nhà bà thế. Vâng, cái này là lu quay lợn đấy, quay được con lợn to lắm đấy bà. Đi mang ở đây để lướng thôi. Vâng, ra lại lướng bằng cái lu này giống hàng cáng trong nhà bà thế. Bắt đầu. Ui, lặng lắm. Cố. Ui. Cái đồ lướng của anh nó khổng lồ nhỉ? Quá khổng lồ luôn em ơi. Nào, cho cái này xuống em ơi. Cái hoàng cắn thóc của mẹ. Hoàng cắn thóc của mẹ nhỉ, mẹ nhỉ? Đây, cái này đặt lên. À. Này đấy. Đúng là độc lạ đấy cháu Thành. Cái này mình chui vào được các bạn ạ. Chui vào được, treo vào trong luôn. Bắt đầu chụp lại, chụp cái ấy này lên. Đâu cái tay vào mà. Không, 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 không biết mà. To hơn người mình các bạn ạ. Thế này lổ cốm được vịt với gà không anh? Ôi, vịt với gà không nổ được em ơi. Cháu ơi, cháu Thành ơi, dạ. Có lổ cốm được bò lại không? Ui được, hôm nay cháu lại làm một con bò siêu to khổng lồ để lổ cốm luôn nhá. Thế à? Ok anh. Ngon đấy, hiện đại đấy cháu ạ. Đấy các bạn ơi, cái thiết bị lướng nó cũng hay các bạn nhỉ. Đấy, trông giống cái hoàng giám thóc mà lại hay thế. À, các cháu ơi, bà Tân Vlog hôm nay lại có món rồi các cháu ạ. Đấy, lợn lổ cốm bà ạ. Cháu Thành ở Bắc Linh đấy, chuyên làm về lợn lổ cốm, hôm nay mang 2 con lợn. Phải cỡ tạ một con các cháu ạ, để lên tặng bà đấy các cháu ạ. Hôm nay mà ăn ngon các bạn ạ, mình sẽ bái đấy làm sư phụ luôn. Đấy, ok không anh? Ok. Các cháu ơi, hôm nay bà lướng lợn xong bà mời tất cả các cháu tới đây cùng thưởng thức với bà nhá. Càng đông. Hay nhờ. Các cháu ạ, à, đấy các cháu nhìn này, con lợn siêu to khổng lồ đấy. Quá to luôn, bà cho ăn. Đây, đi xuống được bao lon. Em giữ rồi, cứ đi. Rồi. Dạ. Thế tại sao lại phải cuốn giấy bạc vào trên cái chân với lại cái mông này của nó hả cháu? Ôi, không là nó cháy mất đấy bà. À, thế là không là nó cháy mất à? Không là nó cháy mất đấy. Các cháu ạ, à, ôi, chưa lướng đã thơm lắm rồi. Chưa lướng đã thơm ạ. Đã thế lại hương vị của lốt đặc biệt nó khác với lợn quay kia các cháu ạ. Ui, giờ là đổ đấy. Giờ là đổ phát ra đây là bước à, lấy gì kê các cháu nhìn này, các cháu nhìn này rút xương rồi đấy, rút xương rồi đấy. Cái sắt kia. À, cô ấy nhấc vào. Đấy, chuẩn bị vào lò nhá. Kìa các cháu ơi, đấy chuẩn bị là đưa lợn vào lò đây các cháu này. Đấy, chuẩn bị đưa lợn vào lò này. À thế này. Kéo ở đây đâu lùi ra. Ui, hiện đại. Ui. Đấy, các cháu thấy chưa? Chưa có đâu đâu. À, bà cháu mình cùng quay đóng lò để cùng quay nào. Thì đấy các cháu ạ, hôm nay bà lại tiếp tục làm clip làm về món lợn quay lổ cốm. Đấy, cháu Thành hôm nay mang lợn lên để quay để chiêu đãi bà cùng các cháu nhá. Cháu Thành ơi. Dạ. Bà ngồi và nghe tiếng nó lổ đấy. Bà lên mà xem nghe nhá. Đấy, nó đang lổ lách tách nhỉ. Ui giời ơi, đấy, nhìn thấy chưa? Các cháu nhìn thấy chưa? Đấy, nó đang lổ lách tách này. Các cháu ạ, mỡ nó sủi xèo xèo, đúng là lợn quay lổ cốm mà khác, nhìn như hạt cốm rồi. Ngon đấy các cháu ạ. Đây nó đang nổ rất ác rồi bà. Ừ. Mà các cháu ạ, nếu so mà cái này, ui bỏng lắm, cái này bỏng lắm. Đây bỏng lắm. Ừ. Các cháu nhìn em rất là đơn giản, chỉ hết một tí nguyên liệu than thôi mà ra được một con lợn quay lổ cốm. Chỉ hết khoảng 2 cân than thôi cháu, bà. Cháu học cái bí quyết này ở đâu? Ngày xưa là cháu học ở Trung Quốc đấy ạ. À thế à? Dạ vâng ạ. Thế cháu giỏi đấy. Đúng rồi, đây nó lổ như là hạt gạo vậy. Đây nó lổ hết rồi đây. Đây là anh ấy quay. Nó lổ vô. Thế bác bác đang thấy. Đấy, ai có nhìn thấy không? Nhưng mà nó đèn vàng thì mới nhìn thấy chứ. Đây. Thì
Quân nhiệt độ bao nhiêu rồi? Giảm đi. Giảm chưa? Bây giờ quay cả lên trên. Hấp dẫn lắm các cháu ạ. Đấy, quay lợn, lợn quay lửa cốm. Hấp dẫn thật. Anh ơi. Dạ. Nó sắp chín chưa? Sắp sắp rồi bà. Bà nhìn thấy kèm lắm rồi. 30 phút nữa là chín rồi. À, độ 30 phút nữa. Ừ, 30 phút nữa là chín rồi. Mỗ nó lửa lao sao, lửa lốc bột các cháu ạ. Cháu Thành ơi. Dạ. Liệu con lợn chín chưa? Ôi, chắc là chín rồi rồi đấy bà. Bây giờ là bà cháu mình bỏ ra để quay tiếp con nữa. Thế chín rồi à? Thế bỏ ra thôi. Ừ, chín rồi. Các cháu ạ, đấy, chín rồi. Trong vòng hơn tiếng đồng hồ các cháu nhỉ. Cẩn thận ông bảo nha. Ừ, đã ngửi thấy mùi thơm rồi. Wow. Các cháu nhìn thơm phức các bạn này. Đấy. Yeah. Kinh chưa? Kinh chưa? Kinh giòn đấy mẹ nhỉ. Nào. Nào, bắt đầu nào để cho con lợn ra. Đấy, nào. Rồi. Em cháu đợi Thành, cháu Thành cho ra. Nào, quả. Đợi đợi. À, đợi kéo kéo kéo, kéo cao lên. Lên. Kéo mạnh lên. Kéo mạnh lên. Mạnh lên, mạnh lên. Quá hấp dẫn các bạn ơi. Còn không các cháu nhìn kinh này. Kinh khủng. Tài hơn. Quay lổ gốm đây. Đấy. Ui. Bà thấy chưa, độc nhất vô nhị luôn đấy. Ngon đấy. Lần đầu tiên mình nhìn thấy lợn nổ cốm nó giòn như này bạn. Bình thường mình chỉ ăn lợn quay các bạn ạ, nó da nó nhợn ửn các bạn ạ. Nhưng đây nó sần sùi lên các bạn nhỉ. Nó giòn giòn bạn thấy chưa? Đấy, kiểu như cơm cháy các bạn nhỉ. Đấy, các cháu thấy chưa? Ngon thơm chưa? Thơm quá. Ừ. Thơm thế. Nhìn này là mình chỉ muốn ăn luôn rồi các bạn ạ. Thì các cháu ạ, bây giờ cho ra lò là quay tiếp con nữa các cháu nhá. Cho Thành ơi, cho con nữa vào đi. Rồi, ra nha. Rồi bây giờ bỏ con này ra các bạn ạ. Để cho con to vào. Ừ, cao lên không gãy đấy. Nào. Ui, con này 70 cân. Các cháu ơi. Chuẩn bị vào con thứ hai. Các cháu ơi, đấy. Hôm nay cháu Thành nhiệt tình quá. Vừa mang lợn lên cho bà lại phải mất sức khỏe ra là các cháu ạ. Đấy. Đấy các bạn ơi. Các cháu ạ, đấy. Đến được quy trình gọi là quét dầu ăn vào. Đấy. Quét dầu ăn vào thì nó mới giòn được. Đúng rồi. Nó mới nổ được cốm. À. Cái món lợn quay lẩu cốm này là quét trước nhỉ? Thế anh bè giấy bạc làm gì ấy? Bè giấy bạc cho đỡ cháy đít em ạ. Không là nó cháy hết mất đít đấy. Rồi. Bây giờ là quét dầu đây là để cho nó nổ giòn đấy các bạn ạ. Cho nó nổ cốm. Cái này ra cô. Đấy, đây là cái chỗ bếp than các bạn ạ. Than không khói luôn. Lò bên trong này rất là rộng. Đang khổ đỉnh. Cái lợn quay lỗ gốm này nó khác hẳn với lợn quay củi kia. Đúng rồi. Nó không có chất lưu không tốn nửa mẹ nhỉ. Đúng rồi, nó không tốn gì. Các cháu nhìn này. Con cho các bạn xem. Đấy. Đấy, chỉ một tí than này thôi nhưng mà quay được con lợn. Chỉ độ 3 cân than đây. Được con lợn gần 1 tạ. Từ từ á, nhông mạnh lên. Mạnh, nhông mạnh. Yeah. Yeah. Từ từ. Các cháu nhìn thấy chưa? Ôi. Lặng bên các bạn ạ. Lặng lắm. Đây các bạn nhìn này. Lửa này. Nó chưa cháy đến các bạn nhé. Một tí than này thôi mà quay được con lợn gần 1 tạ. Gần 1 tạ. Các bạn chưa? 70 cân. 90 cân móc, 90 cân hơi. 70 cân hơi, 70 cân tạ móc. Con ơi. Nó đang lổ đấy, lổ bột rồi con nghe thấy chưa? Ui. Như lúc mưa, cách cách ở mái nhà. Ui. Thấy chưa? Ui, được rồi, được quay lần lần. Các bạn ơi, nó lổ xèo xèo các bạn ạ. Như là lúc mưa giọt danh ở mái nhà ấy, các cháu ạ. Đây này các bạn nhìn này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Đây phải giả giả mình này đấy. Ừ, phải đấy, phải giả mình để cho nó lổ các bạn chưa? Nghe thấy chưa? Ui, nó lổ từ dưới lên chân các bạn ạ. Nên đít luôn. Xèo xèo các bạn này, mỡ nó chảy các bạn chưa? Hay nhỉ? Quá là hay luôn. Mình chưa quay lợn kiểu như này bao giờ các bạn. Các bạn ơi, con thứ hai chắc được rồi anh nhỉ? Ui, được rồi em ơi. Thế thì bỏ ra anh ơi. Mà các cháu ơi, đây là con thứ hai nhá. Ê, mẹ đứng ở đâu này để con ấy ra. Con làm đi. Đấy. Con này là con to nhất đấy các bạn ạ. 70 cân, móc. Ui. Wow. Các bạn nhìn này. Đẹp thế. Đấy, các cháu ơi, các cháu nhìn này. Lố. Ui. Ui.
Quá ngon, quá hấp dẫn các bạn nhỉ. Ừ. Đấy, lôi ra anh ơi. Ừ, lôi ra nào, lôi ra. À... Rồi. Wow, các cháu nhìn này. Ui. Ngon chưa? Thơm lắm các cháu ạ. Wow, con này khá to. Giòn không bà? Giòn lắm này các cháu ạ. Quá giòn kìa. Nóng ấy, nóng ấy. Ngon đấy. Ba thử gặp cái tai này xem giòn không? Gặp luôn, gặp. Bấm mời các cháu ạ. À. Ngon. Thơm. Ngon hơn. Thì các cháu ơi, đấy, cái món lợn nướng gọi là... Lỗ cốt. Lỗ cốt. Thành dâu. À, cháu Thành dâu đây này. Đã xong rồi. Thì bây giờ bà mới cháu Thành dâu mời tất cả các cháu tới đây cùng thưởng thức món lợn với bà nhá. Cô chạm. Đây. Ok, để... bà bảo cây cái con lối nó còn dài hơn người bà con lợn này. Lợn bà Tân về lông nha mọi người ơi. Bà chào tất cả các cháu ở xem cháu Tuấn Sơn Phi Long nhá. 2, 3 Ờ các cháu ơi, đây thế là cháu Thành với lại bà đã làm xong món lợn quay lẩu gốm rồi. Lẩu gốm rồi. Bây giờ cắt ra để thưởng thức thôi cháu Thành ạ. Vâng vâng, bây giờ cắt ra để thưởng thức ạ. Bây giờ bắt đầu cắt đầu ra các bạn này. Rất là giòn nhá, lọc xương ngồi lên mà cắt được như này các bạn này. Giòn rung rung. Đó, nhìn ngon chưa? Nè, uầy. Đấy. Cháu này. Bà gặm thử cái tai. Gặm rồi đấy bà ơi, bây giờ bà mời các cháu thử miếng nhà trước ạ. À? Gặm tai luôn. Ui. Dạ chưa, ngon lắm các cháu ạ. Bà mời các cháu thưởng thức món lợn lỗ gốm với bà nhá. 60 lần bánh trưng rồi, mẹ chắc chưa ăn lợn lỗ gốm bao giờ nhỉ? Hôm nay bà mới được ăn. Là đặc sản của cháu Thành dâu ấy. Rồi. Nào bắt đầu đến phần vai đi. Uầy. Bác ở đây. Nào bà đâu, ui phần này đang nóng lắm bà ơi. Ui con cháu này ngon không, mặt trong nó như thế này nó thơm ngào ngạt lên hương vị. Đây bắt đầu cho cay cho cay để cháu bưng hộ bà. Nặng phết bà, nặng ngon. Cái này tưởng nhẹ mà nặng phết, giòn khái các cháu ạ. Ui cho anh nào. 2, 3 Rồi, đó đây. 1, 2, 3 quay đoạn này rồi. 2, 3 Wow. Anh để em. Ui các bạn ơi. Ngon chưa? Gặp miếng. Ui. Đấy. Ngon lắm các bạn ạ. Đây các bạn này. Giòn. Lợn quay lổ gốm. Ngon á. Từ. Đây, thế thì bà thưởng thức một miếng này nhá. Được, cầm bà bưng lấy một mình. Các cháu nhìn này. Bà review các cháu này, lợn quay lổ gốm của cháu Thành. Dâu. Bà mời các cháu nhá. Bỏng quá. Đây để. Ui. Ngon, đã cái mồm luôn các bạn ạ. Đã cái mồm luôn các cháu ạ. Ngon thế. Ui ôi. Yeah. To à nhỉ anh nhỉ? To. Cái đầu nó bẻ pe ra như này các bạn ạ. Như mắt ở đâu hết anh nhỉ? Ừ. Không biết mắt đâu hết rồi. Nhắm tịt rồi. Em từ mắt sau mắt hít giống anh thật đấy. Mắt hít. Là bưng lên ạ. À miếng này nó đây em ơi. Ông mang em bên kia. Các cháu ạ. Cái lợn lỗ gốm này nó không có xương, nó cắn nó sướng lắm. Ngập răng luôn, ngon. Đây. Lỗ gốm ngon lắm, ngon lắm. Rồi để vào đĩa cháu ơi, để vào đĩa. Đây bà để bát này xong mời các cháu cùng ăn. Ngon. Cháu ơi, cho bé hơn. Quá ngon. Cái này anh chặt gà cũng giỏi nhỉ? Hả? Thiếu một cái thước.
Cháu chặt đi. Vừa dặn được kia. Các cháu ơi, đấy, bây giờ bà mời tất cả các cháu cùng ăn món lợn quay lẩu gốm của cháu Thành Dâu. Này này, đấy, các cháu nhìn thấy chưa? Nó có khác biệt với lại lợn quay Lạng Sơn đấy, vì là nó có những cái hạt giống hạt gốm ấy. Nói chung là hôm nay là cảm ơn anh Thành. Đấy, cảm ơn anh Thành vất vả từ Bắc Linh lên các bạn ạ. Đấy, mà mình cũng lần đầu tiên mình trải nghiệm cái món lợn lẩu gốm như này các bạn ạ. Chưa bao giờ mình được ăn bao giờ bạn nhé. Thì hôm nay là lần đầu tiên là mình với mẹ được ăn các bạn ạ. Thôi anh ơi, mẹ. Rồi, mời bà. Rồi. Nó mời bà. Bỏ nhá, bỏ. Bà mời các cháu nhá. Đấy, bà xếp ở đĩa này, bà mời các cháu nghe. Thì mời các bạn nhá. Đấy, con mời mẹ. Mời mọi người nhá. Đây, con mời bà đây. Đây rồi, bà có đây. Bà mời các cháu này. Ngon chưa? Ngon mẹ ơi. Đòn quá bà. Cho Thành nhấn mạnh lên. Đấy lại chấm nước chấm này. Nước chấm này. Nước chấm này toàn Thành lắm bà. Nước chấm làm cháu làm ấy. Tất cả toàn bộ là tay cháu làm hết. Nước chấm này cũng gia truyền đúng không anh? Gia truyền đấy. Các cháu ạ. Da nó tan trong miệng luôn. Ui, miếng da các bạn này như bánh đa kế các bạn chưa? Đấy. Ăn nó giòn, thơm. Mùi lại. Nước chấm rất là ngon, đậm đà các bạn. Ăn xong tí đâu, chỗ nào mình phi chỗ nào mình sẽ lấy cái lọ gì của Linh bôi vào cho nó thon lại các bạn nhá. Làm thêm miếng dưa chua. Làm miếng dưa chua. Đấy. Đấy, ăn này có dưa chua. Tuyệt vời anh ạ. Hãm dưa chua. Ngon quá anh ạ. Ngon lắm mọi người. Đấy, mình phải chấm ngập chuôi vào anh em nhá. Đấy. Không phải đút vào mồm. Cho vào cả vào mồm đó. Ngon quá. Đây mình ăn cái này. Quá ngon. Ăn đi, tí xong tí còn bôi. Vâng, cháu xin ăn cắt cho mấy cháu kia. Vâng mọi người nha. Để anh nhặt cho. Đây. Quá mọi người ạ. Ăn phô mồm chẳng má. Cho mấy cháu đấy. Đây. Mấy cháu ăn mạnh nhá. Anh em cầm phúc đây nào, còn là ai ở bên ngoài mà chưa ăn nào. Ui, mấy ta kia là chán lợn rồi ạ. Đấy, tất cả bạn nhá. Mời bạn nhá. Ơi, làng các bà cho ăn nhiều quá. Ngon các bạn. Giòn tan. Ngon các bạn. Mời các bạn. Mời mọi người. Không giòn lắm. Quá ngon. Quá ngon luôn các bạn. Ngon lắm các bạn nhớ. Ngon lắm. Ngon. Ngon lắm ạ. Bán chả đỏ hả? Mình 6-8 năm rồi lắm. Mới được ăn cái món này. Em mời mấy chị ăn đi nha. Tuyệt vời. Các bạn ăn nha. Mời bạn này. Đứng này mới đã bạn này. To bự luôn bạn chưa? Món già nó giòn. Em làm một cái cầm một cái chân giò đấy, bắt đầu như tổ đây. Bỏng đấy anh ơi. Ôi bỏng. Vừa nóng hổi mà em. Đã lắm các bạn nhìn này. Mời bạn nha. Đấy, anh Thành rất quý mình cho mình hẳn một cái này.
Đấy, cái móng giò lá bà. Đúng rồi, con ăn mạnh nên mấy khi anh Thành mời. Đúng rồi. Và hôm nay mình không sợ béo các bạn nhá. Nếu béo đã có cái hãng thuốc này rồi con này. Ủa gì đây nhỉ? Kem ủ tiêu mỡ. Kem ủ tiêu mỡ của Linh nhỉ các bạn. Đấy, béo đâu mà bôi đấy các bạn. Con lại ngay. Đây. Wow. Ôi cháu ơi. Đây bà ăn miếng này là miếng mông hay sao này? Bà mời nhá. Chắc là mời ông mông. Đúng rồi, bà mời các cháu à. Béo thôi, làm miếng ba mới ăn đúng kiểu đấy. Cháu ạ, à, nó không béo có chưa. Ngon. Nó ngọt lắm. Tan trong miệng luôn. Ê, ơi, anh cho miếng người vừa vừa mồm với miếng tỏa thế. Đã. Miếng tỏa quá các bạn. Mình mời các bạn nhá. Wow. Lần đầu tiên em ăn cái này đấy anh ạ. Ok. Ngon không em? Nó ngọt không những ngọt, nó còn thơm nữa. Ăn nó đậm đà các bạn. Nó khác với lợn quay bình thường các bạn nhá. Wow. Ngon lắm mọi người. Nếu bà chỉ các bạn thì rất ngon. Hôm nay ăn một bữa lợn quay lỗ lỗ gốm ạ, ngon. Đấy, rất là cảm ơn anh Thành nha các bạn nhá. Anh Thành rất là nhiệt tình các bạn. Các bạn mà thích mà học cái nghề mà lợn quay lỗ gốm này ấy, thì các bạn gặp anh Thành dâu Bắc Ninh các bạn nhá. Đấy. Cháu ơi dậy. Anh đã nổi trên TikTok các bạn ạ. Okay. Cảm ơn các cháu ơi. Đấy, hôm nay bà cũng cảm nhận rất là vui vì có cháu Thành này. Chưa hết lại mang của cải. Biếu bà, được hai con lợn quay lỗ gốm. Cháu đã biếu rồi, cháu lại còn làm giúp bà rất là vất vả. Thế bà này, bà rất là vui này. Khi có cháu Tuấn Sơn Phi Long này, idol TikTok và cháu Linh Miu này. Đấy. Đấy, bà rất là vui. Thì các cháu ạ, đấy có khả năng là bà dừng clip ở đây. Thì các cháu mà xem clip này của bà hôm nay có thấy hay là like và chia sẻ video này với bà nhá. Thì bây giờ bà chào tất cả các cháu.